Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ diễn ra sau hơn 4 năm chờ đợi. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện đáng mong chờ này, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ cho nước chủ nhà Qatar bằng việc cử chiến hạm Bugazada cùng hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát tới nơi tổ chức. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 11 đã thông báo nước này điều chiến hạm TCG Bugazada cùng đội chuyên gia giả phá bom mìn trong máy bay không người lái UAV cùng một số nhân sự khác tới Qatar Đảm bảo an ninh trong kỳ World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, theo đề nghị của nước sở tại. Qatar có dân số 3 triệu người và chỉ 12% số này là công dân Qatar, khiến Doha phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Doha đã đề xuất các quốc gia thân thiện và đồng minh giúp sức đảm bảo an ninh cho World Cup, trong đó có điều động quân đội Mỹ, Anh, Italia, Pháp, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập lực lượng chuyên trách hỗn hợp để hỗ trợ quân đội Qatar gọi là chiến dịch là chắn World Cup. Theo tuyên bố của thổ nhĩ kỳ, lực lượng nước này sẽ giúp bảo vệ không phận và lãnh hải của qatar trước chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa khác. Ngoài điều động binh sĩ, thổ nhĩ kỳ còn cử 3.000 cảnh sát chống bạo động, 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia xử lý bom mìn cùng 80 chó nghiệp vụ tới qatar. Lực lượng này sẽ phối hợp với cảnh sát nước sở tại trong kỳ World Cup. thổ nhĩ kỳ và qatar có quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ. thổ nhĩ kỳ là một trong những bên cung cấp vũ khí chủ chốt cho qatar trong đó có UAV vũ trang và thiết sát chở quân. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở một căn cứ tại Qatar với khoảng 3.000 binh sĩ đồn trú. Chiến hạm Bugazada thuộc lớp hộ vệ hạm cỡ nhỏ ADA của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên làm nhiệm vụ tác chiến săn ngầm. Bugazada có lượng giãn nước 2.300 tấn, dài gần 100 mét, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 54 km h và hoạt động liên tục trên biển tới 21 ngày. Bugazada được trang bị một hải pháo 76mm, hai tổ hợp đại liên điều khiển từ xa 12,7 mm, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 21 tên lửa phòng không RIM-116 RAM và hai cụm ba ống phóng ngư lôi 324 mm. Chiến hạm có thể chở theo trực thăng săn ngầm S-70B và UAV.